Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay ngày 24 tháng 8 năm 2019, nhằm ngày 24 tháng 7 năm Kỷ Hợi, còn trong cái tháng Vu Lan, các vị tập trung về chùa Pháp Hòa. Nơi đây là khu đất, rồi bây giờ đủ cái duyên lành, Thầy Tâm Thọ được chư Phật bổ sứ, được chính quyền cho phép, được giáo hội phân công về đây để đảm nhận cái trách nhiệm để xây dựng cái ngôi chùa Pháp Hòa, để cho bà con Phật tử ở tại nơi đây có nơi về để sinh hoạt, để tu tập, để gửi gắm cái niềm tin của mình về với Tam Bảo. Với chúng tôi đây là một điều thật là hy hữu, mà trong tiền lệ hầu như rất ít có nơi có cái nhân duyên thù thắng như ở đây. Vì là một mảnh đất cao su, chưa có một cái am tranh, một cái vách lá nào hết, nhưng lại được chính quyền rất là ủng hộ, được giáo hội cho phép, cho luôn cả cái biển chùa. Đó là chùa Pháp Hòa. Thưa các vị, xưa đến nay á, tất cả mọi nơi thường là có đất, rồi phải chuyển đất thành đất của tôn giáo, rồi phải mất rất nhiều thời gian để hoàn thành thủ tục, để được nhà nước xét duyệt, rồi giáo hội mới cho phép thành lập thành một cơ sở tôn giáo trực thuộc của giáo hội. Nhưng ở nơi này, một mảnh đất cao su mà Thầy Tâm Thọ đủ duyên lành có được cái biển hiệu chùa, mà trong khi đó chưa có một cái am tranh vách lá nào hết. Đó là một nhân duyên thù thắng, để thấy rằng Thầy được chư Phật bổ sứ về đây, và các vị với Thầy Tâm Thọ ở nơi đây đã từng là thân bằng quyến thuộc trong ngôi nhà chánh pháp. Xin chúc mừng tất cả các vị. Thưa các vị, cách đây không lâu thì nơi đây là một mảnh đất cao su, rồi người dân nơi này muốn đi chiêm bái, đi học đạo thì phải đến những nơi xa lắm. Vì chúng tôi biết được ở xã này hiếm có chùa, hay là chỉ có một ngôi chùa nào đó thôi. Rồi bây giờ đủ duyên lành, chúng ta thành lập ngôi chùa Pháp Hòa nơi này. Xin cảm ơn vô thường, cảm ơn mọi thứ thay đổi để từ mảnh đất cao su có được một ngôi chùa hình thành. Và chắc chắn trong tương lai, nơi đây sẽ trở thành một nơi phạm vũ khang trang quy hoàng để cho Phật tử về đây tu tập. Thưa, đúng ra hôm nay chúng tôi sẽ nói về ý nghĩa tự tứ, ý nghĩa của Ngài Vu Lan. Nhưng vì lòng thấy hoan hỷ với công tác ở nơi này, với các vị Phật tử có niềm tin, chúng tôi nói đôi điều về cái tạo duyên lành, tạo phước báo để khích lệ tinh thần của các vị, để các vị đóng góp, để các vị đem cái tâm thành của mình dâng lên cúng dường Tam Bảo trong cái việc phụng sự kiến tạo ngôi già lam chùa Pháp Hòa này. Thưa, ở trong sử có kể một cái câu chuyện. Có một cái anh chàng đó rất là có niềm tin với Phật, với Pháp, với Tăng. Anh thường thỉnh Đức Phật về nhà để dâng lễ phẩm cúng dường. Rồi vào mùa hạ, Đức Phật không có đi nơi này, nơi khác khất thực, cũng như không có về nhà anh, thì anh ta lại thiết lễ, rồi đem đến tinh xá để dâng cúng dường cho Đức Phật. Cứ ngày mai anh thiết lễ thì tối đêm nay hoặc là chiều nay anh đến, anh lại Đức Phật và nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, sáng ngày mai xin Đức Thế Tôn cho con được cúng dường một bữa trưa để Ngài thọ trai. Đức Phật hứa khả, Đức Phật nhận lời. Thưa các vị, bao nhiêu lần diễn ra anh ta chuẩn bị tất cả những thức ăn rất thượng hạng bằng chính cái bản thân anh ta lăn vào trong bếp
để nấu nướng, để làm mọi thứ rất là tinh sạch kỹ lưỡng để dâng cúng Đức Phật. Mỗi lần cúng như vậy thì anh vẫn hết tâm thành của mình. Và Đức Phật thì Ngài thầm tán thán cái con người này có niềm tin tuyệt vời với Phật. Hôm đó anh đến xin Đức Phật cho con, ngày mai được dâng cúng phẩm vật lên người. Đức Phật nhận lời. Anh dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ. Anh nấu nướng, anh làm mọi thứ nó rất tỉ mỉ, ngăn nắp, đâu vào đấy. Đến giờ thì anh chuẩn bị thức ăn để đem đến chùa, đến tinh xá để cúng dường Đức Phật đó. Thì anh bước ra khỏi nhà đi được vài bước thôi, thì anh thấy phía trước mặt mình có một cái con chó. Con chó đó nó ốm yếu, gầy còm, thân nó bị đầy ghẻ lát. Tự nhiên anh khởi cái tình thương dành cho nó, anh thương nó quá. Anh biết rằng con chó này nó đói, nó bệnh và nhiều ngày nó không được ăn. Cho nên bây giờ bốn cái chân nó không đủ để chống chọi, để giữ cho cái thân nó đứng thăng bằng. Anh nghĩ rằng trên tay ta có thức ăn, bây giờ ta phải cho nó ăn, cứu sống nó. Nghĩ là làm, anh đi đến thì anh dọn thức ăn ra, anh để xuống. Thưa các vị, con chó nhiều ngày không được ăn, thấy thức ăn anh dọn ra thì nó nhào tới nó ăn, ăn ngấu, ăn nghiến, ăn một cách ngon lành. Thấy con chó ăn thì anh, lòng anh rất vui. Mà anh quên rằng đây là thức ăn mình đem đến cúng dường Đức Phật. Thưa, khi con chó nó ăn xong, nó ngoảy đuôi, nó chạy đi rồi, thì anh mới giật mình. Ôi chết, cái thức ăn này là thức ăn mình chuẩn bị để đem đến chùa để cúng dường cho Phật. Mà bây giờ đã đến giờ rồi. Mà thưa các vị, nếu quá giờ là Đức Phật sẽ không ăn nữa. Quá giờ ngọ là Đức Phật không ăn. Thế cho nên anh lo lắng, anh không biết làm sao. Nhưng anh quyết lòng phải đến gặp Đức Phật để trình bày sự thật, chứ không thể nào nói dối Đức Phật được. Anh đi đến tinh xá, anh bước chân vào. Thì lúc đó giờ thọ trai, quý thầy ngồi xung quanh Đức Phật, Đức Phật ngồi ở giữa. Anh khép nép bước vào, anh quỳ xuống và anh lại Đức Phật. Anh nói rằng, kính bạch Đức Thế Tôn, con xin sám hối với Đức Thế Tôn. Bữa thọ trai trưa hôm nay con không có phẩm vật để dâng cho Ngài. Đức Phật dùng trí tuệ của mình, Đức Phật thấy được sự việc anh làm vừa rồi, cho nên Đức Phật mỉm cười và nói, nè con, vậy chứ thức ăn mà con chuẩn bị dâng cho Như Lai bây giờ ở đâu? Anh mới kể lại sự tình. Dạ kính lại Ngài, con đã chuẩn bị rất kỹ thức ăn để dâng cho Ngài. Nhưng khi con chuẩn bị đem thức ăn đến tinh xá, con bước chân ra khỏi nhà thì con thấy một con chó nó đói nhiều ngày, nó không được ăn, nên con mới đem thức ăn đó, con cho nó ăn rồi. Con đến đây xin tạ tội với Ngài, xin Ngài tha thứ cho con. Lúc đó Đức Phật mỉm cười bằng cái giọng phạm âm, tiếng nói như sư tử. Đức Phật ngồi trước quý thầy, Đức Phật tuyên bố rằng, này các thầy tỳ kheo, mùa hạ năm nay, ngày hôm nay Như Lai nhận được phẩm vật thanh tịnh của người thiện nam này dâng cúng. Đây là một phẩm vật tràn đầy phước lành. Ủa thưa đại chúng, vậy chứ anh có dâng cúng cái gì cho Đức Phật đâu? Thức ăn anh chuẩn bị cho Phật ăn, anh đem cho con chó ăn mất rồi. Vậy mà Đức Phật lại tuyên bố rằng đây là một cái ngày mà dâng cúng tròn đầy phước báo. Cái con người này là cái con người tạo được phước lành rất là lớn và đã cúng dường một bữa thanh tịnh cho Đức Phật. Thưa các vị, đây là câu chuyện mà Đức Phật muốn gửi đến thông điệp cho chúng ta thế này. Khi chúng ta dành tình thương lo cho người khác, có nghĩa là ta đang lo cho Đức Phật. Chứ không phải Đức Phật nghĩ rằng Đức Phật bắt chúng ta là phải lo cho Đức Phật cái này cái khác, dâng cúng cho Phật cái này cái kia. Nhưng không, khi tâm chúng ta rộng mở để lo cho mọi người, tức là chúng ta đang lo cho Đức Phật. Vì vậy mà phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật. Và ở đây, Đại Đức trụ trì nơi này, chấp nhận gian khổ về đây,
Cái gì cũng vậy, dạng sự khởi đầu nan, muôn ngàn những cái khó khăn gian nan thử thách, chấp nhận hết để làm gì? Để phụng sự chúng sinh. Tức là thầy muốn kiến tạo nơi này trở thành một ngôi già lam, một phạm vũ, để cho chúng sinh có nơi về nương tựa, tu tập, để xóa bỏ khổ đau, để có được an lạc trong đời sống. Như vậy là thầy tâm thọ ở đây muốn đem lòng của mình để phụng sự chúng sinh. Vậy thì công đức và phước báo rất lớn. Bên cạnh đó, một mình thầy chắc chắn sẽ làm không nổi. Một mình thầy sẽ không thể nào thành tựu được ngôi già lam, mà cần vào cái lòng thành của các vị, và cần vào cái tín tâm, cái tâm cầu phước của các vị. Một ngôi chùa khởi đầu để xây dựng lên, thưa các vị, nó sẽ tồn tại mãi với thời gian. Theo năm tháng rồi sẽ có người tiếp nối, có mọi sự thay đổi, nhưng nó có thể khác về mặt kiến trúc, chứ cái giá trị của ngôi chùa ngay từ lúc đầu thành lập cho đến mãi sau này nó vẫn giữ nguyên giá trị. Đó là điểm tựa tinh thần, là nơi có thể so dịu nỗi đau của chúng sinh. Và nếu như các vị cùng với thầy tâm thọ, kẻ công người của để kiến tạo, để cho ngôi già lam được thành tựu, thì thưa các vị, cái công các vị rất là lớn, cái phước lành các vị rất là lớn. Tôi đang nói thiệt đấy. Thế hệ của con cháu chúng ta sau này sẽ tiếp nối truyền thống tốt đẹp mà ông cha để lại. Con cháu của mình nó sẽ bớt ăn chơi, bớt lêu lỏng, bớt sa đọa. Nếu như nó thấy ông bà cha mẹ nó thường xuyên cứ gần gũi chùa chiền, thường đi chùa để tụng kinh niệm Phật, cầu phước cho gia đình, ban phước cho chúng sinh, thưa con cháu của mình, nó ân hưởng được cái ân đức lành đó. Vì vậy một ngôi chùa xuất hiện thay đổi biết bao nhiêu là tâm hồn của con người. Chúng tôi mong muốn các vị dành nhiều thời gian, dành nhiều tình cảm và dành tâm thành kính của mình nhiều hơn đối với đại đức trụ trì ở đây, cũng như các vị phải tự thấy mình có trách nhiệm với ngôi chùa Pháp Hòa này. Tôi xin khẳng định rằng nơi đây có thành tựu được một ngôi chùa hay không thành tựu được một ngôi chùa, nó cộng hưởng từ nhiều nhân duyên, từ nhiều yếu tố, nhưng cái quan trọng nhất đó là tín tâm của các vị đối với ngôi chùa này như thế nào. Chùa sẽ mau thành tựu nếu như các vị tự thấy mình phải có trách nhiệm. Còn nếu như chùa nó sẽ không thành tựu được, ngôi già lam không hình thành, nếu như các vị nghĩ rằng đó là chuyện của thầy tâm thọ, đó là chuyện của quý thầy. Xin thưa, tôi thường hay nói, quý thầy chỉ là người đến ở và giữ chùa cho quý Phật tử thôi. Chùa không phải của quý thầy, chùa là của các vị. Bởi vì chúng tôi là những người xuất gia không có thể nào tạo ra tiền của để xây dựng, mà mọi thứ xây dựng đều là nhờ sự phát tâm của các vị để xây dựng lên. Như vậy thì cái công trình lớn ở chùa hay công trình nhỏ ở chùa đều là của các vị, và chúng tôi là những người ở chùa để giữ giùm các vị mà không công thôi. Vì vậy việc xây dựng, việc kiến tạo phải là của các vị. Vào thời xa xưa, khi Đức Phật còn tại thế đó, xây dựng được hai cái ngôi tinh xá thật là lớn, đó là tinh xá Kỳ Viên ở miền Bắc Ấn Độ và tinh xá Trúc Lâm ở miền Nam Ấn Độ thời bấy giờ. Thưa các vị, Đức Phật không có cho chư Tăng thời đó tham gia vào cái việc xây dựng, mà Đức Phật chỉ cho trưởng lão Xá Lợi Phất và trưởng lão Mục Kiền Liên là hai vị trưởng lão lớn đứng ra để giám sát thôi. Còn tất cả mọi thứ xây dựng kiến trúc đều là thiện nam tín nữ thời đó làm hết. Nhưng bây giờ thì quý thầy phải đứng ra để gánh vác cái việc này thế cho Phật tử, cho nên nó rất là vất vả. Mình nói điều này ra không phải để kể lễ, nhưng mình nói điều này ra để mong Phật tử của mình hiểu và đồng cảm được với nỗi niềm của quý thầy. Tôi chắc rằng thầy Tâm Thọ ông sẽ già đi trước tuổi, rồi ông sẽ đen, ông sẽ ốm thôi. Vì thầy nào cũng vậy. Ngày trước thì tôi còn nhớ thầy trụ trì chùa Thanh Hòa ở bên xã Tân Hưng á, ông đẹp lắm. Nhưng khi mà ông đứng ra xây cái chùa Thanh Hòa bên đó, ông già, ông đen đi. Nhìn ông năm nay ông 40 mà nhìn như 60. Thưa các vị. Bởi vì sao?
Bởi vì nỗi niềm tình cảm của mình đặt vào đó. Luôn lúc nào cũng mong muốn có một ngôi chùa không phải cần to, không phải cần lớn để khoe mẽ với đời, khoe mẽ với thiên hạ, nhưng muốn có để cho Phật tử có về để tu, có nơi về tu. Cái đó là cái mong muốn nhất của quý Thầy. Và tôi nghĩ rằng Thầy Tâm Thọ sau này cũng như vậy. Thưa, nói đi nói lại tôi tự thấy bản thân mình hạnh phúc vì tôi sẽ không bao giờ dại dột để mà đi ra tìm một cái ngôi chùa để lãnh, để xây dựng thế này đâu. Khổ lắm, khổ lắm. Có ai xây mời tôi đến ở thì chắc được. Suy nghĩ lại. Đó là nói vui thôi nha. Xin thưa mình trở lại với câu chuyện thế này. Một cái chùa xây lên nó không phải là một cái nhà để trú thân của quý Thầy, mà nó là nơi để quý Thầy làm cái nghĩa vụ hoằng pháp lợi sanh. Quý Thầy sẽ tổ chức được nhiều khóa tu, quý Thầy sẽ tổ chức được nhiều những cái công tác từ thiện, quý Thầy sẽ làm được mọi thứ để đóng góp cho cuộc đời, mà nói đúng hơn là đóng góp cho con người. Mà khi đóng góp cho con người, tức là quý Thầy đã và đang thực hiện di chúc của Đức Phật, tức là phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật. Là một người tu, ai cũng canh cánh trong lòng mình. Mình là tăng sĩ đi ngang giữa lòng đời. Nếu như muốn an, thì ở trong chùa với huynh đệ, thưa các vị, rất là an. Nhưng rồi, mình là người tu mà chẳng lẽ cứ đến với đời thọ cơm áo gạo tiền của đàn na thí chủ, rồi cứ tìm một chỗ để an thân thì không được. Vì vậy, thầy nào cũng canh cánh trong lòng là đi một phương để du hóa, tùy theo cái nơi đó, cái duyên của mình ra làm sao, đến để hành đạo, để độ chúng sinh. Ít nhiều gì cũng phải hành đạo để độ chúng sinh, để trả ơn cho Đức Phật, để đền ơn cho đàn na thí chủ. Vì vậy, quý thầy không có hề sợ gian khổ đâu. Quý thầy không sợ gian khổ. Nhưng quý thầy sẽ vui và hăng say trong cái việc làm để phụng sự chúng sanh đó, nếu như có những người thiện nam tín nữ luôn luôn bên cạnh, kề vai sát cánh cùng với quý thầy chăm lo công tác Phật sự của chùa, thì quý thầy sẽ làm hết mình. Còn nếu như là một mình mà không có thiện nam tín nữ đồng cảm, không có người bên cạnh, thì thưa các vị rất là buồn, rất là buồn. Nói điều này để mong các vị cố gắng làm sao đó dành nhiều tình cảm hơn nữa cho Thầy Tâm Thọ, để cùng với Thầy trong vòng một vài năm chúng ta có nơi này ngôi chùa Pháp Hòa. Các vị đồng ý không? Hai vợ chồng anh đó tính tình thì trái ngược nhau. Cô vợ thì rất là có niềm tin với Phật Pháp Tăng. Cô vợ thì nhờ hưởng cái ân đức của Phật Pháp cho nên hiếu thảo với cha mẹ, sống hòa thuận với mọi người và thường xuyên giúp đỡ người khác. Hàng ngày thì cô ta thường hay dâng cúng những cái thức ăn cúng cho Đức Phật, cúng cho các vị xuất gia đi khất thực, đi ngang nhà cô thì kêu cô đều cúng. Trái ngược với tính tình của cô vợ thì ông chồng rất là keo kiệt bủn xỉn. Đối với cha mẹ, ông cũng chẳng bao giờ đem lòng hiếu thảo. Và đối với mọi người cũng chưa một lần ông giúp đỡ. Chưa một lần ông giúp đỡ. Rồi, cô vợ thưa các vị là muốn giúp đỡ người nào đó hay muốn cúng dường cho Đức Phật, cúng dường cho Chư Tăng, phải lén lút. Vì mỗi lần mà cúng ông chồng bắt gặp là ông chửi. Ông nói bà khùng quá. Tiền của để dành đó mà xài, mà thủ thân. Mắc gì phải đem cúng cho mấy ông sa môn, mắc gì phải đem bố thí cho người nghèo khó. Họ cũng có tay chân, họ tự phải làm chứ. Còn họ không làm được thì thôi họ đói. Thưa các vị, ông chồng rất khó khăn với bà vợ. Rồi, cái ngày hôm đó, tờ mờ sáng thì ông ra khỏi nhà sớm. Bà vợ biết rằng hôm nay chồng không có ở nhà, nên bà chuẩn bị thức ăn để cúng dường Đức Phật. Cái độ trưa trưa thì Đức Phật mới ôm mình bác đi khất thực. Ôm mình bác đi khất thực. Đức Phật đi tới trước nhà bà, Đức Phật dừng lại thì bà ở trong này đem thức ăn ra trước Đức Phật, bà quỳ xuống, bà mới xớt cái thức ăn vào trong bình bát của Đức Phật. Xong bà lại Đức Phật, bà nói rằng, kính lại Ngài, xin cho con được cúng dường Ngài, bao nhiêu phước lành con xin hồi hướng cầu nguyện cho cha mẹ con và cầu nguyện cho người thân của con biết được đạo.
À, bà cầu nguyện điều rất là tốt. Đức Phật chú nguyện với phẩm vật này, với tâm thành kính của con, Như Lai chúc nguyện cho con được như ý muốn, và Như Lai chúc nguyện cho con sanh ở đời này, đời sau hay nhiều kiếp về sau nữa. Nơi nào con sanh ra, con gieo trồng nhân lành, gieo một thì gặt mười, gieo mười gặt trăm, gieo trăm gặt ngàn. Lúc Đức Phật chú nguyện như vậy thì ông chồng đi về, ông đứng ông nghe. Ông nghe xong ông mới cười khỉnh khỉnh, ông nói: "Này Sa Môn, ông là một người ăn xin mà còn nói láo." Đức Phật cười mới hỏi: "Tôi nói láo cái điều gì?" Kêu: "Làm gì trên đời có cái chuyện gieo một gặt mười, gieo mười gặt trăm, gieo trăm gặt ngàn. Ông nói như vậy không nói láo là nói gì? Ông phỉnh thiên hạ được chứ không phỉnh tôi." Thưa, lúc đó Đức Phật mỉm cười nhìn ông với ánh mắt từ ái, và Đức Phật hỏi: "Ông từ đâu về?" Ông trả lời: "Tôi từ ở trong thành đi ra." Đức Phật hỏi: "Ông thấy ở ngay cổng thành có một cây sa ra, cây đó có nhiều hoa nhiều trái không?" Ông trả lời: "Ô, cái cây đó tàn cây rất là bự, hoa thì có thể dùng từng thúng để đựng, trái thì có thể dùng mấy chiếc xe bò chở không hết." Đức Phật cười và nói: "Nè ông, vậy chứ cây sa la đó được trồng từ bao nhiêu hạt sa la?" Ông nói: "Dạ kính lại ngài, chỉ một hạt." Lúc đó thì ông hiểu được điều Đức Phật muốn nói, ông mới nói: "Kính lại ngài, một hạt." Đức Phật nói: "Đúng vậy, chỉ từ một hạt sa la, nhưng gieo trồng và chăm sóc đúng cách, nó sẽ trở thành một cây sa la có tàn cây rộng lớn, cho chúng ta thật nhiều hoa và thật nhiều trái. Một hạt mà nó có thể ra hàng trăm hàng ngàn trái. Như vậy thì Như Lai nói, gieo một gặt mười, gieo mười gặt trăm, gieo trăm gặt ngàn, có đúng không?" Lúc đó ông mới quỳ mọp xuống chân Đức Phật và nói: "Bạch ngài, con biết con sai rồi. Lời của ngài quả là lời của một bậc trí tuệ." Lúc đó các ông theo Đức Phật luôn. Cũng vậy, xin thưa các vị, bây giờ tôi bắt đầu dụ dỗ. Bây giờ các vị đến chùa Pháp Hòa này, các vị gieo phước, các vị cúng dường công của mình vào đây, các vị cúng dường tí ít nhưng lòng thành kính các vị có, thì nhờ cái phước lành này các vị có thể sanh ra ở đời sau gặp nhiều nhân lành. Trong công việc làm ăn hay trong tình cảm, các vị luôn gặp những điều may mắn. Các vị làm chơi nhưng ăn thiệt, các vị sống không bao giờ nghèo khổ, bởi vì các vị đã gieo được cái nhân lành cúng dường tam bảo. Rồi một ngày nào đó ở kiếp quá khứ, các vị muốn nhớ về đời trước, không biết mình đã gieo cái nhân lành gì mà bây giờ mình được giàu sang sung sướng, gia đình được ấm im hạnh phúc. Có một bậc chân tu nào chứng đạo sẽ nói với các vị rằng: ở trong kiếp quá khứ, vào cái năm 2019, ở tại nước Việt Nam, tỉnh Bình Phước, huyện Hớn Quản, xã Tân Quang, con đã từng có mặt ở nơi đó, con là người nam người nữ sanh ra nơi đó và đã từng cúng dường cho thầy tỳ kheo Thích Tâm Thọ để xây dựng chùa Pháp Hòa, cho nên nhờ phước lành đó mà bây giờ con mới được giàu sang hạnh phúc. Nói điều này để mong các vị thấy rằng thật sự đấy, cái phước lành mình dâng cúng bằng tâm thành kính đó, nó lớn ghê lắm. Thưa rằng cái con mắt thường mình không thể thấy được cái phước, bởi vì sao? Vì cái phước báo nó không hình không tướng, nếu mà nó có được thì nó chất đầy cả hư không này rồi. Cho nên nếu như các vị dành hết tâm tư tình cảm của mình cho những việc phụng sự chúng sinh, làm những việc nhân nghĩa giữa đời, thưa các vị, cái phước lớn lắm mà, lớn lắm. Và không chỉ mình ta hưởng cái phước đó, con cháu ta cũng hưởng lây. Thí dụ rất đơn giản, các vị trồng một cây cam, một mình các vị trồng thôi, các vị ươm giống rồi các vị tưới nước bón phân, các vị làm một mình thôi. Nhưng khi cây cam nó theo ngày tháng nó lớn lên rồi, nó cho chúng ta nhiều trái. Thưa, không phải một mình chúng ta ăn, mà vợ chúng ta ăn được nè, con chúng ta ăn được, cháu chúng ta ăn được, những người hàng xóm ăn được, đôi khi có mấy thằng trộm nó cũng vô nó hái nó ăn được. Vậy cũng vậy, cái phước lành mình tạo ra đó, thưa các vị ạ, là không phải chỉ một mình hưởng, mà rồi con cháu của mình, những thế hệ đời sau của mình á,
trong huyết thống của mình nó sẽ hưởng được cái nhân lành ông bà cha mẹ nó tạo. Cho nên các vị ráng tạo nhân lành. Rồi một điều nữa để thí dụ thế này. Khi mình làm được những điều nhân nghĩa, làm được những điều phước lành đó, xin thưa rằng không phải chỉ một mình ta hưởng, con cháu cũng được hưởng. Thí dụ đi, mình sống trong cái làng, cái xóm đó, mình giúp đỡ rất nhiều người, mình sống rất là dễ thương, thì người ta thương mình và người ta thương luôn cả con, cả cháu, người thân sống trong trong gia đình của mình nữa. Còn nếu như bây giờ mình sống trong cái làng đó rất là khó ưa, rất đáng ghét, thì họ ghét mình và họ ghét lây luôn những người sống chung với mình. Cũng vậy, về cái nhân lành, cái phước lành hay là cái tội lỗi mà chúng ta tạo cũng vậy, không phải chỉ riêng một mình ta hưởng mà có cả con cháu chúng ta cũng đồng hưởng. Vì vậy, thương mình để làm được những điều tốt và thương con cháu của mình để mình làm được những cái điều tốt. Cho nên nếu như các vị biết thương con cháu của mình sau này nữa đó, thì bây giờ các vị dạy bảo con cháu của mình nên tích phước, nên làm thiện, nên sống với những điều tốt, nói là nói những điều hay, nghĩ là phải nghĩ những điều thiện và làm là phải làm những việc lành. Có như vậy thì con cháu các vị tự tạo phước báo, và bản thân các vị là cha, là mẹ, là ông, là bà, các vị thường xuyên tạo được phước lành thì sau này con cháu các vị cũng hưởng. Và nhờ cái hưởng phước lành đó mà đời sau của chúng ta, con cháu của chúng ta, nó sống thông thả, nó sống yên bình. Bây giờ mình là cha, là mẹ, là ông, là bà, nhưng mình không dạy con cháu mình nó sống tốt, và bản thân mình không tạo được những cái phước lành, thì tự nhiên con cháu của mình sau này nó rất lận đận, nó rất là khổ đau. Nên ráng cố gắng tạo thật nhiều phước lành. Thưa, hôm qua mình về đây cùng với quý thầy, phụ với thầy trụ trì ra cuốc đất, rồi rinh đất làm cái công trình phía sau để cho các vị có cái chỗ về, các vị đi giải bài tâm sự. Thì lúc đó mình mới hỏi thầy trụ trì rằng, ông có sợ cực không? Ông kêu sợ. Kêu sợ sao dám về đây? Ông kêu sợ, nhưng vì Phật tử, vì mình là tăng sĩ, phải cống hiến cho đạo, cho đời, cho nên chấp nhận cái cực đó. Tự nhiên mình nghe nói xong, mình thấy thương huynh đệ của mình. Đời tăng sĩ, ai đến với cuộc đời cũng mong cầu sự giác ngộ, giải thoát. Mà vốn dĩ bản thân của quý thầy thì không có bị ràng buộc bởi những công việc. Nhưng rồi vì tâm nguyện độ chúng sinh, cho nên chấp nhận dấn thân chịu đời sương gió. Phải chấp nhận chịu đời sương gió. Có chịu đời sương gió thì mới có thể độ chúng sinh được. Không chịu đời sương gió không độ được chúng sinh. Tâm nguyện của người xuất gia luôn luôn muốn mình làm được cái gì đó cho Phật Pháp, dù là một chút thôi, nhưng phải làm được. Để thấy đời mình đi ngang dòng trần thế này, không cần thiên hạ phải ghi tạ tên mình vào bia đá trăng sao, không cần người khác phải ghi tên mình để lưu vào sử sách, nhưng mình phải để lại cho lòng người trong thời cuộc đó, cho những người có duyên với mình thấy rằng đời tăng sĩ phải dấn thân hy sinh cho Phật Pháp là vì chúng sinh, muốn cho chúng sinh hiểu được Phật Pháp, cho nên chấp nhận. Thưa, ngày xưa chư tổ chúng ta không có chùa chiền như chúng ta bây giờ, và vì vậy mà cái việc hoàn truyền chánh pháp á, nó không có được quảng bá một cách rộng rãi như chúng ta. Ngày xưa các ngài nói thì cũng không có âm thanh để nói, không có máy ghi hình để ghi lại. Và thường thì rất hiếm có những chùa đăng đàn thuyết pháp như thế này. Tất cả chỉ là gặp Phật tử, họ đến, họ vấn đạo, gặp một người thì trả lời một người, dạy một người. Gặp hai người, ba người thì dạy hai người, ba người. Chứ không đăng đàn thuyết pháp như chúng ta. Vì vậy, Phật Pháp ngày xưa nó sơ khai, nó không được truyền bá rộng rãi. Ngày nay chúng ta được học Phật Pháp một cách rộng rãi như thế này, được ân hưởng chánh pháp, được biết mọi chuyện
của tư tưởng Nam và Bắc, truyền thống này, truyền thống khác, vân vân. Đó là phúc lành của chúng ta rất lớn. Đó là phúc lành chúng ta rất lớn. Mà tất cả những phúc lành này nhờ cái gì ạ? Xin thưa, nhờ có những người xuất gia dám dấn thân vào cuộc đời để kiến tạo và làm mọi thứ để Phật tử có cơ hội. Có cơ hội. Vậy thì tôi nói đi nói lại, điều mong muốn thiết tha nhất là mong Phật tử chúng ta hãy luôn đồng cảm, đồng hành, kề vai bên Thầy trụ trì, cùng với Thầy gánh vác công tác Phật sự ở đây. Và tôi có thể quy trách nhiệm cho tất cả các vị, những người có mặt ở đây. Có mặt ở đây hình như là có tới 3 thế hệ, nhưng tôi quy hết cho các vị. Chùa Pháp Hòa này thành tựu sớm hay muộn tùy thuộc vào tâm tư tình cảm của các vị, chứ không phải tùy thuộc vào Thầy Tâm Thọ. Nên chúng tôi muốn rằng các vị phải đem cả trái tim của mình dâng cúng dường cho Tam Bảo. Vì chúng ta là người Phật tử, học được lời Phật dạy, hưởng được phước lành từ nơi chánh pháp rồi, thì chúng ta phải làm điều gì đó để trả ơn. Và đây là cơ hội để các vị trả ơn cho Tam Bảo. Các vị làm được không? Thưa các vị, cái việc thiết thực nhất các vị cần làm đó là sống thật tốt, sống theo lời Phật dạy, tu tập thật tốt, tu tập theo lời Phật dạy. Bên cạnh đó, chúng ta phải sống tròn đầy nhân nghĩa với cuộc đời, với con người, thì tự khắc nhờ cái phước lành, nhờ cái công đức này mà người thân của chúng ta sẽ đón nhận được cái phước lành chúng ta gửi đến. Nếu không làm được điều này, chúng ta chỉ đến chùa và chỉ để cầu xin, mà chúng ta không tạo nhân lành, chúng ta không tu tập để có công đức, chúng ta không biết cúng dường, không biết bố thí, không biết làm những cái phước lành, thì thưa các vị, chúng ta cầu xin thì lời cầu xin đó muôn đời vẫn không thành hiện thực. Để có được cái điều hiện thực là chúng ta cần phải hành động, chúng ta cần phải thực hành. Đó là bản thân phải tu tập. Bên cạnh cái tu tập có công đức thì chúng ta phải có những việc làm thiết thực, chẳng hạn như cúng dường Tam Bảo, bố thí cho chúng sinh, rồi đi phóng sanh, làm những điều phước lành, tạo được cái phước báo đó. Thì chính cái công đức, cái phước báo làm cho đời của ta tươi sáng. Và chính cái công đức, cái phước báo mà ta tạo được đó, nó sẽ đem gửi đến cho người thân chúng ta, người thân chúng ta sẽ đón nhận được. Bằng tất cả tâm thành kính, bằng tất cả những điều thiết tha nhất, chúng tôi cầu mong cho Thầy Tâm Thọ, cầu mong cho các vị có nhiều sức khỏe. Và chúng tôi cầu nguyện cho ngôi chùa Pháp Hòa ở tại xã Tân Quang này sớm được thành tựu như nguyện. Xin chân thành cảm ơn các vị đã ngồi lắng nghe. Thứ nhất là trời quá nắng. Tôi biết các vị ngồi không có lâu được, chịu hết nổi thì tôi ngồi trên này cũng chịu hết nổi rồi. Cho nên mình ước ao một điều thế này này. Sớm có một cái ngôi chùa cho nó trang nghiêm, để rồi thầy trò chúng ta ngồi trong ngôi chánh điện thiết giảng đạo lý cho nhau nghe. Nó hay hơn là ngồi giữa rừng như thế này. Nó nắng quá. Tôi mong rằng lần sau tôi trở về đây thiết giảng thì được ngồi ở trong ngôi chùa đường hoàng và các vị cùng với chúng tôi tận hưởng cái niềm vui, niềm hạnh phúc đó. A Di Đà Phật.